Xin giới thiệu đây là cái máy khoan bàn Menio, hiệu là Bemato, model là BMT600FTD. Thì cái máy này xuất xứ Đài Loan, công suất là 2.2kW, tương đương với 3HP. Hành trình trục chính là 150mm, có hai chức năng, năng khoan và tạo rô. Thì máy này được có khả năng khoan lớn nhất là từ khoan lớn nhất từ 4 ly đến 40mm. Tạo rô lớn nhất là từ M4 đến M20. Thì máy được chế tạo theo công nghệ châu Âu và có tính năng an toàn, có tấm che phôi, đèn làm việc và chức năng làm mát tự động. Đây có bơm làm mát. Kiểu vận hành là manual mà bằng ăn phôi bằng tay.